Kính thưa các thầy, cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu. Trước hết tôi xin cảm ơn Sanaut và trường đại học khoa học xã hội nhân văn đã có lời mời tôi đến diễn thuyết ngày hôm nay, diễn thuyết để khai mạc chương trình tri thức chủ đề của cái bài nói chuyện hôm nay là những đối xứng ẩn. Đó là cái chủ đề xuyên suốt tôi sẽ đề cập đến. Chúng ta bắt đầu. Đây là 5 hình vẽ trong một quyển sách in thời Trung Cổ. Nhưng mà quyển sách mà tôi muốn nói đến đây là quyển sách cơ sở của Euclid. Trong cái chương 13 của quyển sách, Euclid tập trung vào việc mô tả 5 cái đa diện đều. Đây, 5 cái đa diện đều. Đa diện là một hình khối trong không gian được hạn chế bởi những mặt phẳng. Như các bạn thấy đấy, chẳng hạn như là cái hình tháp ở bên phía trái là được hạn chế 4 mặt phẳng. Nên đôi khi người ta gọi nó là tứ diện. Giống như cái trường hợp mà cái đối tượng đơn giản hơn là đa giác là những hình phẳng. Đa giác thì được giới hạn bởi những đường thẳng, còn đa diện thì được giới hạn bởi những mặt phẳng. Đa diện thì có mặt, có cạnh, có đỉnh, cũng như là đa giác thì có cạnh và có đỉnh, đúng không ạ? Đa giác đều là những cái đa giác mà tất cả cạnh chúng bằng nhau và các góc cũng bằng nhau. Thì những hình vẽ, 5 hình vẽ ở đây gọi là 5 đa diện đều của Platon. Thì đa diện đều định nghĩa thì nó khó hơn một chút. Tất cả các mặt của chúng đều là các đa giác đều. Và nôm na chúng ta nói rằng là tất cả các cạnh đều giống nhau, các mặt đều giống nhau, các góc đều giống nhau. Thì một đa diện đều như vậy là nó hoàn toàn đối xứng. Tính đều ở đây nghĩa tính hoàn toàn đối xứng. Thì đối xứng là như thế nào? Chúng ta sẽ bàn thêm sau. Một điều mà khá đáng kinh ngạc ấy, là khác với trường hợp hai chiều. Trường hợp hai chiều chúng ta đều biết rằng là có vô hạn. Đa giác đều, đúng không? Đa giác đều có thể có một số không giới hạn các cạnh. Hai tam giác, đa giác đều có 2, 3 cạnh, 4 cạnh, 5 cạnh, 1.000 cạnh cũng được. Trong khi đó thì trong trường hợp 3 chiều thì chỉ có đúng 5 cái đa diện đều này mà thôi. Không có đa diện đều có số cạnh lớn hơn. Ở hàng trên là ta có tứ diện đều, hình tháp có 4 mặt, tiếp tới là hình bát diện, octahedron là có 8 cạnh, tiếp tới là hình lập phương khá là quen thuộc thì có 6 cạnh. Cái hình phức tạp nhất là hình có con bọ cạp ở trên đó, đó là hình icosahedron, tức là có 20 cạnh. Còn bên phải là hình dodecahedron, tôi có 12 cạnh. Chẳng hạn như không thể nào có hình đa diện đều 30 cạnh chẳng hạn. Những cái hình mà chúng ta tương đối quen thuộc là hình hình tháp, hình chữ thập phải không ạ? Cái hình bát diện thực ra cũng không ít quen thuộc hơn. Nhưng mà chúng ta có thể xây dựng nó từ hình lập phương như hình vẽ ở bên trái, không nghe được đấy. Ở bên trái là hình lập phương phải không ạ? Nếu ta lấy tâm của các mặt của hình lập phương làm đỉnh như bên hình vẽ bên tay phải thì chúng ta có một đa diện nhỏ hơn, cũng là đa diện đều, và đa diện đó có 8 mặt. Thế như vậy là có một sự đối ngẫu giữa cái đa diện đều, giữa cái hình lập phương và cái bát diện đều. Mặt của hình này tương ứng với đỉnh của hình kia và đỉnh của hình này tương ứng với mặt của hình kia. Chẳng hạn như là cái hình lập phương đấy, ta thấy là nó có 8 đỉnh. Thì như vậy bên này thì hình bát diện thì có 8 mặt nhưng có 6 đỉnh. Thế quay lại cái hình vẽ này thì hai cái hình phức tạp ở dưới này nó cũng đối ngẫu với nhau như vậy. Cái hình icosahedron 20 mặt
nó cũng đối ngẫu với cái hình đồ đề kế hết thôi, 12 mặt. Plato rất quan tâm đến cái ý nghĩa siêu hình của năm khối đều. Ông ta cho rằng là năm khối đều, thì bốn trong năm khối đều này tương ứng với bốn cái nguyên tố, những cái yếu tố cơ sở trong thiên nhiên: lửa, nước, khí và đất. Hình tháp bốn mặt thì hiển nhiên là trông giống ngọn lửa, nên là chúng ta tạm coi nó là lửa. Hình lập phương thì có cái gì đó hơi giống cái bánh chưng, nên ta có thể tạm coi như là nó giống cái đất, đúng không ạ? Còn tại sao mà khối 20 cạnh lại là nước thì quả thực là chúng ta không biết. Ông Plato có giải thích, nhưng giải thích cũng rất khó hiểu. Khối 8 cạnh thì là khí, riêng cái khối 12 cạnh thì giải thích của Plato có phần còn bí hiểm hơn nữa. Ông Plato nói rằng đó là vũ trụ hay là hoàn vũ. Bốn cái yếu tố kia là bốn yếu tố cơ sở, nhưng có một cái mà chứa tất cả bốn cái kia, đó là hoàn vũ. Thì đấy là cái ông Plato nói như vậy. Sau này thì Aristotle đưa ra một khái niệm rạch ròi hơn. Ông ấy bảo hoàn vũ thì là ete, là môi trường vận động của bốn yếu tố kia, thay cho khái niệm hoàn vũ của Plato. Tuy rằng là khái niệm ete đã rõ nét hơn khái niệm hoàn vũ của Plato, nhưng hậu duệ của hai vị này gặp rất nhiều khó khăn hiểu ete là gì. Thì sau này người ta cho rằng ete là môi trường chính, chính là cái môi trường để truyền sóng điện từ. Buổi tọa đàm đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang chương trình ai là chủ sĩ. Câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay là những ai muốn trở thành triệu phú, là người đàn ông ở trong ảnh là Plato hay Aristotle? Các bạn có một phút để trả lời. Ai nghĩ ra đây là Plato thì đề nghị giơ tay ạ. Dạ vâng ạ, hôm nay khán giả là những người rất am hiểu triết học, nên là đưa ra đúng đáp án. Người đàn ông trong ảnh không phải là Plato, không phải Aristotle, tên ông ta là Empedocles. Ông ta là một nhà triết học thuộc giai đoạn trước Socrates, trước cả Plato và Aristotle. Empedocles là một nhà khoa học đầu tiên của nhân loại, là người có những tư tưởng siêu hình vô cùng độc đáo. Ông cho rằng là ngoài bốn yếu tố cơ bản là nước, lửa, khí, đất, còn có hai yếu tố cơ sở quan trọng không kém, đó là yêu và ghét. Yêu và ghét làm cho nước, lửa, khí, đất có lúc đến với nhau, có lúc chia tay nhau. Và theo ông, đó chính là cái động lực cho sự vận động không mệt mỏi của hoàn vũ. Vâng, và bây giờ là câu hỏi tiếp theo cho chương trình ai là triệu phú. Vậy yêu và ghét tương ứng với khối đều nào? Where do I begin to tell the story of how great a love can be? A sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Vâng, đây là cây kim. Câu trả lời được đông đảo bạn truyền hình xem lựa chọn khối đều, nhưng mà đây không phải đáp án của chúng tôi. Theo nhận định của chúng tôi thì tình yêu không phải là khối đều, vì nó không bao giờ hoàn toàn đối xứng cả. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề nghiêm túc hơn. Chúng ta sẽ nghiên cứu về đối xứng, thế nào là đối xứng. Trên hình vẽ ta minh họa tam giác đều ABC, đúng không? Thì dòng có hai cái đối xứng cơ bản. Đối xứng ở trên là phép lật trên cái trục
trên luật xung quanh cái đường cao xuất phát từ đỉnh B, thì cái phép luật này biến điểm A thành điểm C, biến điểm C và điểm A và bảo toàn cái đỉnh B của tam giác. Đối xứng ở dưới là cái phép quay 60 độ xung quanh tâm của tam giác đều. Phép biến hình này chuyển đỉnh A qua đỉnh B, chuyển đỉnh B qua đỉnh C và đỉnh C qua đỉnh A. Và như vậy trong cái phép quay này thì không có đỉnh nào được bảo toàn cả. Thì đối với học sinh phổ thông thì khái niệm đối xứng khó tiếp thu hơn nhiều so với những khái niệm như đường, điểm, mặt, cái khối. Vì điểm và đường về mặt cơ bản là những khái niệm tính. Trong khi đó đối xứng về cơ bản là khái niệm động. Chính vì thế nó khó tiếp thu hơn so với những khái niệm tính. Trong trường hợp tam giác đều thì đối xứng có thể hình dung bằng hai cách, một cách rời rạc và một cách liên tục. Theo cách hiểu rời rạc thì ta chỉ quan tâm đến xem cái hiệu ứng của đối xứng lên các đỉnh của tam giác, tức là cái phép biến hình đó nó hoán vị ABC như thế nào, và ta hoàn toàn quên đi cái hiệu ứng hình học lên bản thân cái tam giác đó, có đúng không ạ? Thì thông tin về cái phép đối xứng đó có thể được cô động lại bằng cái hoán vị của ba chữ ABC, đúng không? Chẳng hạn như là khi phép lật ở trên, ta có thể viết thành CBA. CBA tức là hoán vị biến đổi A thành C, C thành AA và bảo toàn cái đỉnh B. Mọi hoán vị của tam giác, mọi hoán vị của ABC đều có thể viết thành một cái chữ ABC ta cháo ấy thôi. Như vậy là có 6 chữ có thể. Thì cái kết luận thì rút ra từ cái cách hình dung rời rạc của đối xứng ấy là tam giác đều chỉ có hữu hạn đối xứng thôi. Ba đỉnh ABC chỉ có 6 cách cháo chúng đi với nhau. Như vậy tam giác đều chỉ có hữu hạn đối xứng. Trên hình vẽ là cái hoán vị 0, 1, 2, 3, hoán vị vòng quanh của 4, 4 phân tử 0, 1, 2, 3 thay cho ABC, nó tương tự như vậy thôi. Thì thực ra bản thân từng cái hoán vị một không quan trọng. Cái quan trọng chính là cái phương cách mà những cái hoán vị này tương tác với nhau. Mà cái tương tác cơ bản giữa các hoán vị là phép hợp thành. Tức là ta có thể hoán vị một lần, xong sử dụng hoán vị một lần nữa. Thế chẳng hạn đây ta có một phép hoán vị, ta có thể làm hai lần. Thế như vậy là phép hợp thành. Thế như vậy là cái tập hợp các đối xứng của tam giác bao gồm có 6 cái hoán vị. Và ngoài ra tập hợp đó được trang bị thêm một phép toán là phép hợp thành. Cứ có hai hoán vị, với hợp thành thành một hoán vị mới. Thế một cấu trúc như vậy là cấu trúc nhóm. Đó cái gì đó rất là trừu tượng. Nhưng mà đó là một khái niệm cơ hết sức trung tâm trong toán học hiện đại. Nhóm hoán vị của ba chữ cái ABC là một nhóm có 6 phân tử, là một trong nhóm đơn giản nhất. Thì khái niệm nhóm như tôi vừa mô tả chính là cái cách diễn cái biểu đạt toán học cho cái cảm giác hơi mơ hồ về đối xứng. Đối xứng tức là một cái nhóm. Đây là cái tôi phân tích về cái cách hình dung rời rạc của đối xứng. Nhưng còn một cách hình dung khác của đối xứng của tam giác đều, đó là cái hình dung liên tục. Cách hình dung của liên tục của ta hình dung phép biến hình trong cái quá trình cái tam giác nó xoay 60 độ. Ta nhớ lại toàn bộ cái quá trình đó. Thế như vậy là ta xếp tất cả những cái di chuyển trong mặt phẳng. Cái tam giác nó sẽ di chuyển một vòng cho nó quay trở về chỗ cũ. Thì tập hợp tất cả cái di chuyển đó thì là một cái nhóm lớn hơn nhiều, nhóm liên tục, không đếm được. Và trong số những cái di chuyển trong mặt phẳng hay trong không gian đó, chỉ có một số hữu hạn những cái di chuyển mà bảo toàn cái tam giác đều, cái khối đều đó. Thế như vậy là nhóm đối xứng của một khối đều là một nhóm con hữu hạn ở trong
một cái nhóm con rất lớn, liên tục tất cả những cái di chuyển trong không gian. Thì đó chính là cái cách mà cách hiểu của nhà toán học, của nhà toán học hiện đại về thế nào là một cái khối đều, một đa diện đều, tức là một nhóm con hữu hạn rời rạc nằm trong một nhóm con liên tục. Tất nhiên là như tôi nói, nhóm là một cái khái niệm động, mà là một, không phải là một gì tĩnh như là đường, điểm hay đường. Vì vậy chúng ta không có cái hình dung trực quan như thế nào là nhóm. Nhưng mà cái khái niệm nhóm cho phép ta hiểu bản chất hơn về tam giác đều hay đa diện đều chẳng hạn. Chính nhờ cái hình dung về toán học, nhóm con hữu hạn nằm trong một nhóm con vô hạn, mà người ta thì chứng minh chặt chẽ rằng tại sao chỉ có 5 cái đa diện đều ở trong không gian mà thôi, chứ không có 6. Ta quay lại cái hình có lẽ đẹp hơn một chút của 5 khối đều của Platon. Chẳng hạn như cái hình phức tạp và đẹp nhất, đó là chính hình 20 cạnh icosahedron. Cái nhóm đối xứng của nó là một nhóm có 120 phần tử, rất phức tạp, 120 phần tử, là một nhóm con của nhóm những cái di chuyển trong không gian, nhóm của nhóm vô hạn những cái di chuyển trong không gian, trong đó có một cái nhóm con 120 phần tử. Và cái đó là chính là cái đối tượng toán học tương ứng với cái hình hình 20 cạnh này. Thì Platon cho rằng là những cái gì mà chúng ta nhận biết được bằng giác quan đều là phù du và bất toàn. Ông ta cho rằng chỉ có những thực thể toán học mới thực sự là tồn tại, khác với những cái bóng của chúng mà chúng ta nhận được, chúng ta nhận biết được bằng bằng giác quan và bằng trực quan. Thế nhưng trong hình vẽ, những cái mà chúng ta nhận được, cảm giác được, thì đó chính là những cái bóng, của những khối đều đấy trên mặt phẳng. Thế đó hình dung là những cái gì mà giác quan cho phép chúng ta cảm nhận được. Trong cái mà tồn tại thực sự, những cái mà những cái toàn vẹn, những cái không bất toàn đó, chính là 5 cái khối đều này, là đứng đối tượng của toán học. Thế nhưng mà đối với nhà toán học ấy, thì ở phía trên 5 cái khối hình này, hình đều này, còn có một thực tế khác, đó là 5 cái nhóm con hữu hạn nằm trong nhóm con vô hạn, các di chuyển trong không gian. Thì nó còn là một cái thực tế trừu tượng hơn, nhưng đối với nhà toán học đó còn thực chất hơn 5 cái khối của Platon này. Thì đối với tôi, đó chính là cái vẻ đẹp của toán học. Đó là cái khi mà tư duy nhận thức được một cách trọn vẹn những gì mà giác quan và trực quan của chúng ta chỉ có thể cho phép ta cảm nhận được một phần. Cái giác quan cho phép chúng ta hiểu một cách cảm nhận được cái đối xứng, mỗi một hình khối rất là đối xứng, gọi là hình hoàn toàn đối xứng. Nhưng mà phải có khái niệm nhóm, khái niệm diễn đạt hoàn toàn trong ngôn ngữ toán học, thì cái khái niệm đối xứng nó mới được biểu đạt một cách trọn vẹn. Tuy rằng giác quan không giúp ta thấu hiểu, giúp ta cảm giác chứ không thấu hiểu được đối xứng, nhưng mà những cái đối xứng, theo tôi nó có một cái hiệu ứng lên cái giác quan và cảm xúc của con người. Tôi xin để tiếp theo xin chiếu lên một vài cái tác phẩm nghệ thuật để minh họa cái nhận định tôi nói về cái hiệu ứng của đối xứng lên trên cái giác quan và cảm xúc của chúng ta. Đây là bức tranh Tiếng Thét của Edvard Munch, một trong những tác phẩm tiêu biểu của trào lưu biểu đạt.
Thì nhìn bức tranh này chúng ta cảm thấy có một sự bất an, sự sợ hãi. Thì theo tôi, một trong những cái gây nên cảm giác bất an đó chính là những cái đối xứng quen thuộc của ta, của cơ thể con người ở đấy đã bị phá vỡ. Thì những cái sự phá vỡ của đối xứng gây nên trong ta một sự bất an và sợ hãi. Đây là một minh họa. Minh họa tiếp theo là đây. Đây là tòa nhà Học viện Hậu Cần, một trong những công trình tiêu biểu của trường phái kiến trúc Doanh trại Quân đội. Thì đặc thù phong cách kiến trúc này là sự đối xứng hoàn hảo giữa bên phải và bên trái. Có thể thấy rằng là cái công trình kiến trúc này không làm lay động cảm xúc thẩm mỹ của chúng ta. Nhưng mà nếu mà cái tòa nhà của Học viện Hậu Cần này không thật sự xuất sắc về mặt thẩm mỹ, thì nó đem đến chúng ta một cảm giác gì đó. Câu hỏi tiếp theo của chương trình hay là Triệu Phú đã cảm giác gì? Cảm giác gì ạ? Cái tòa nhà Học viện Hậu Cần đem đến chúng ta cái cảm giác là cái slogan của MB. Vâng, đáp án của chúng tôi là vững vàng tin cậy. Cùng đây là một cái bức bích họa của Sol Lewitt trưng bày trong bảo tàng MoMA ở New York. Thì tôi đã dừng lại và ngắm cái bức họa rất là lâu. Và tự băn khoăn tại sao mình lại bị nó cuốn hút đến như thế. Thực ra cái slide này không hoàn toàn chính xác. Cái bức họa đó thì các bạn phải tưởng tượng ra cái slide giống hệt như thế này, nhưng bỏ đi phần kẻ caro. Từ cái bức họa, có lẽ các bạn nên nhìn bên này rõ hơn. Bên này tôi nhìn rõ hơn. Đây là cái bức tranh ở MoMA, đó là cái bức họa ở phía dưới. Thì tôi dừng lại ngắm bức họa rất lâu và tự mình băn khoăn tại sao mình lại bị cuốn hút bởi nó đến như vậy. Thì tại sao những cái nét phấn, các bạn tưởng tượng ở phần dưới của cái slide đó, được kẻ gần như ngẫu nhiên lại cuốn hút cái tâm trí của tôi đến như vậy. Tại sao tôi cảm giác là những cái nét phấn này tạo nên một tổng thể đẹp đẽ. Thì mất một lúc tôi mới hiểu rằng là trong cái bức họa ở phía dưới này nó có những đối xứng ẩn. Thì khi mà ông Lewitt thi công cái công trình này, ông vẽ cái kẻ caro về trước. Xong sau đó thì ông mới xóa cái phần kẻ caro đó đi và chỉ còn những cái nét vẽ như vậy. Và như vậy có vẻ như khi ngắm cái bức tranh của Lewitt thì cái tiềm thức của tôi đã bị cuốn đi vào cái việc đi tìm những cái ô vuông caro, cái mà ý thức của tôi cũng không biết. Thì có vẻ như khi mà chiêm ngưỡng bất kỳ cái gì thì tiềm ức của chúng ta luôn bị cuốn đi vào việc đi tìm những đối xứng ẩn. Platon cho rằng là cái thế giới của cảm giác chỉ là cái bóng bất toàn của thế giới đích thực và vĩnh cửu. Tác phẩm nghệ thuật chỉ là cái bóng của thế giới cảm giác. Cái mà chúng ta làm trong ý thức và trong tiềm thức đó là tìm đến chân lý đích thực từ cái bóng của nó hoặc từ cái bóng của cái bóng. Thì quá trình tiềm thức đi tìm chân lý có cái gì, tôi nhắc lại, quá trình tiềm thức đi tìm chân lý có cái gì đó rất gần giống với cảm xúc về thẩm mỹ. Đây không phải là định nghĩa về cái đẹp, vì cái đẹp không cần định nghĩa, nhưng đây là cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị hôm nay. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn giáo sư Bông Ngọc Bảo Châu ạ.